Hôm nọ ông nào hỏi tôi là xe bán tải mà hay chở đồ mà cần lắp cái nắp thùng hoặc là cái thanh thể thao nào nó hợp lý. Thì đây tiện có con bán tải ở chỗ tôi đây, tôi giới thiệu cho anh em nhá. Anh em mà cần lên nắp thùng cũng như là thanh thể thao mà cần chở đồ cồng kềnh và cái nắp thùng kín thì đây giải pháp cho anh em đây. Thanh thể thao anh em chở đồ nhá, anh em thanh lên một cái thanh thể thao Hummer như này thì anh em đồ cồng kềnh anh em phải buộc phải chằng ấy thì cái thanh này rất là chắc chắn luôn. Còn anh em muốn mà linh động được cái nắp thùng này, anh em chơi cái nắp thùng 3 tấm này. Nắp thùng này kiểu 4 ông ngồi trên này nhậu thoải mái luôn. Mà nắp thùng hay là nó gập ra gập vào được. Khi mà anh em cần cái diện tích rộng, anh em chở nhiều đồ thì anh em gập vào anh em cho xuống bên dưới này. Đấy, anh em để xuống bên dưới này, cái này gập thoải mái mà. Đó. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, với lại cái này nó rất là kín luôn. Mình cũng làm rất nhiều cái dòng nắp thùng, kể cả nắp thùng cuộn cơ, cuộn điện hoặc là 45 độ nắp thùng cao, nhưng mà mình thấy đánh giá cái nắp thùng 3 tấm này là nó cực kỳ kín. Mà nó hay cái là anh em nào mà hay chở đồ ấy, hay đi giao hàng mà chơi quả nắp thùng này với lại cái thanh thể thao này thì là nó là hết ý, mà nó là hợp lý nhất luôn.